Ngày 26 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin thêm về vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam, phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 2023 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong 30 ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã làm rõ các nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, đồng thời xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng. Đối tượng này lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Sau đó, sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai, tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ, giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Với sự phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố 65 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàn trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Đồng thời, Công an đã xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng, thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan. Qua kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin để tránh việc bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy.